có gấp làm chú ơi. Gấp, tôi còn đi quân sự, dài bệnh rồi chứ. Rồi thôi, con người đi khăn lâu tạm với. À? Khăn hả? Lấy khăn hả? Dạ. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Cởi giày ra, cởi giày ra. Cởi ra. Nè, có khăn nè. Một cái khăn nè. Hai cái khăn nè. Ba cái khăn nè. Đó, tụi con mở. Cái loại khăn này là khăn lau giày nha con. Khăn lau giày nhanh. Có nghĩa là trong khăn nó có xà bông, nó có thuốc tẩy sẵn rồi. Wow. Mình chỉ cần lau thôi là nó sạch, lau rất là nhanh luôn. Xịn đây. Dữ. Cho con bịch chú. Wow. Ok ok, cho con đem theo để học quân sự luôn đó. Ui xịn đó. Đỉnh wow. Chú. Mình nó đang thúi khăn. Đúng rồi. Còn chiếc nữa. Ui xịn lúc chú ơi. Đây là cái loại khăn mà trong đó nó có, đã có xà bông rồi. Đã có thuốc tẩy rồi. Mình chỉ cần lau sơ thôi nó sạch. Khi mà lau như vậy thì chúng ta không có cần phải đi giặt giày, rồi phơi giày, rồi đợi thời gian cho giày nó khô nữa. Sạch bong luôn đó, quá trời. Sạch chưa? Lau luôn trước kia cho nhanh, tới giờ đi học con ơi. Đó không? Chúng ta xử lý rất là nhanh. Khi nào cần lau giày, cần gấp làm rẹt cái là xong, nó khô liền. Ui sạch chưa? Gần gần tới sinh nhật con rồi chứ tặng luôn mấy bịch nha. Ok, tặng con luôn đó. Để con đi học quân sự. Tặng tín luôn mọi người ơi. Đang thúi khăn luôn rồi. Sạch không? Sạch không? Sạch không? Thánh luôn. Chứng tỏ là giày con dơ đó. Con nhanh nhanh con đi học con ơi. Con cảm ơn chú.